sản xuất. Trọng tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Mỹ Lan và Randon. Phòng của Tập đoàn Mỹ Lan và Tập đoàn Randon cùng với sự hiện diện của quý báo đài đã tham dự và đưa tin. Cảm ơn Thầy Trung Nam đã chọn và giao về trọng trách là tổ chức cái buổi họp mặt hôm nay để chia sẻ về cái ứng dụng công nghệ thông tin hoặc là công nghệ 4.0 trong cái xâm nhập mặn của đồng bằng sông Cửu Long. Được sự hỗ trợ và tác động nhiệt tình của Hợp đồng Mỹ Lan đã tổ chức cái buổi thảo hiện nay. Quan chắc chúng ta cảnh báo sớm thì chúng ta làm cho các cái tuổi giới thiệu còn vững hơn. Thì ví dụ như cái khu khu đó, cái mạnh già và chỉ dự báo được cái tuần hai tuần thôi à, cái khu dự báo một tháng hai tháng thì hiện nay đang cần chiến hữu từ khi mà đồng bằng đủ. Kế nữa là hiện nay thì công ty đang làm việc với tỉnh để mà lắp đặt những cái trạm giám sát mặt đất để kết hợp với cái dữ liệu viễn thám mà mình có thể cân chỉnh lại, điều chỉnh lại cho nó chính xác hơn. Thì do đó mà tụi này cũng đưa ra những cái kế hoạch là nếu mà một số tỉnh không có chi phí đầu tư á, thì mình cũng có kế hoạch để cho thuê hoặc là xài lãi chậm, ví dụ mình đang làm nó sau mình nhân được cái quan trọng là mình nhân được cái mạng lưới mình làm sao cho nó ứng dụng được công nghệ 4.0 vô trong cái đồng bằng sông Cửu Long mình. Thì buổi sáng nay đó thì tôi cũng có đến đi dọc cái hành lang công viên thì thấy một số thằng nhiệt tình cả cái lớp về ứng dụng khoa học được đào tạo tại công ty Mỹ Lan, thì đó cũng một cái hình ảnh mà tạo cho cái cảm giác rất là xúc động innovation của chính phủ ở cái điểm hẹn và chúng tôi trong cái năm sẽ trình bày về đặc biệt là trong cái vùng ven biển đồng bằng sông thì trong cái hoạt động thử khó đó thì nó đã xảy ra ngày xưa thì đồng bằng sông Long mình lũ thường xuyên, thành ra là vấn đề thiếu nước là hầu như thấy liên quan đến xây dựng dữ liệu cũng như là tổng hợp thông tin tạo ra cái trung tâm kiến thức, thì chúng ta thấy rằng trong cái việc khai thác và trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ có những cái tích hợp như thế nào để cái doanh nghiệp ở đây có như các cơ quan chúng tôi có thể ứng dụng và sử dụng được những cái nguồn này. Xin cảm ơn Nam. Thì thật ra đó thì chúng tôi nói chính xác là chúng tôi rất muốn nghe cái ngược lại từ phía các cái nhà quản lý địa phương, các doanh nghiệp thông qua cái thông tin hồi nãy giờ là các cái nhóm đã là tham gia cho cái việc mà bắt đầu sử dụng cái khoa học sử dụng công nghệ để mà mình tham gia vào công nghệ yếu tố của các doanh nghiệp của các doanh nghiệp của các doanh nghiệp của các doanh nghiệp của là doanh nghiệp thì điều này luôn luôn là mong muốn là ứng dụng được những cái khoa học công nghệ, tức là những số để đưa ra thị trường, đưa ra sử dụng cụ thể từ doanh nghiệp, từ thôn, từ nhà nước, rồi doanh nghiệp, rồi các công dân, rồi những cái nghiên cứu. May mắn là Mỹ Lan và Randon ở đồng bằng sông Cửu Long có trường đại học Cần Thơ á, thì trong thời gian 4 năm nay này diễn ra trong dài ba năm đi sư đó, thì đó tất cả những cái thành quả nó cũng chỉ đạt được cái ngày nay là có phải là từ các cháu có được trường Cần Thơ thì học được cái nghe cả làm về những cái cảm ứng, rồi những cái thiết bị thông minh, rồi những giải pháp về trí tuệ nhân tạo, tất cả những cái công ty thực hiện được trong cái kỹ thuật số, ứng dụng kỹ thuật số trong công nghiệp vừa qua và sang qua là cái đó là bàn tay của các giáo viên sư giúp trường học chúng tôi. Phương tiện đây mình cảm ơn thầy Trung, cảm ơn thầy Trung, cảm ơn
xanh mà phù hợp nhất là cho doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long, nhưng mà thì không tương tự rồi doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long mình ở đây thì cái điểm sáng khó lắm, thì mình nói là có cái đường đại học cũng bây giờ rất là chiếm kế đó, thì giống như là nãy mình cũng có nói là cái đám mây cộng đồng mà công ty này đang đầu tư và xây dựng, hy vọng tại sao cái buổi này có thể hợp tác được với các thầy cũng như bên Anh Nguyên, nếu mà bên Anh Nguyên bên trung tâm biểu tượng á, rồi để đi để mình có thể ứng dụng được cái điểm tháng thì cái tiếp lệ mà mình đã có đã có đang có để mình đưa ra cộng đồng để sử dụng doanh nghiệp như thế này dễ dàng hơn là trong việc được làm việc để đầu tư một cái xã thì như này mình ký cái là xong rồi việc đi cái ngân sách thì khó quá. Nhà nước tiền trăm triệu rồi phải tốn quá gì với mà cho mình mới được thì có doanh nghiệp đi vô thì chắc có lẽ cái phần mà về đầu tư hạ tầng thì nó cũng dễ dàng hơn, thì hy vọng là sau cái này anh em mình ngồi lại cho mình xây dựng được một cái mạng tiền toán đám mây cộng đồng á để mình đi tới. Tuy nhiên về vấn đề chuyển đổi số thì như nãy là phân tích về các phương pháp, các tiếp cận và mình tiếp cận đến cái chuỗi, thì cái chuỗi của cái giá trị của cái ngành hàng của mình đó, thì khi mình tiếp cận hay đó thì mình sẽ thấy đâu cái gì là được, cái ngành nào mình có thể ứng dụng các vấn đề để ví dụ như tôi có làm việc với một chuyên gia dịch khi mà họ nghiên cứu trong cái đánh giá về cái nguồn đánh bắt thì họ dùng cái nguyên độ biển và cùng với cái bản biển thì họ dùng các thủy tinh và họ sẽ xác định cái vùng nào cái chỗ đó cần phải bảo vệ những cái vùng biển nào con giống chỗ nào cái nguồn biển nào khi đầu người ta đánh bắt thì mạnh nhất rồi nếu mà mình nắm được cái chất lượng của cái con cá đánh bắt á thì cái sản cái thời gian đó mình có những cái vấn đề ở quản cái biến logistics như thế nào, thì nếu mà mình đi sâu có lẽ là cũng rất nhiều kể cả những cái công nghệ chuyên sâu về các cái vấn đề trong cái sản phẩm của em về cái việc có những cái sensor để mà xem trong kho của mình đảm bảo điều kiện như thế nào để có được những thiện rất nhiều hơn. Tuy nhiên là trong thời gian ngắn có lẽ cũng rất khó để mà tìm được cái quan điểm. Các bác sao bà thì ví dụ như trong việc tháo cái ví dụ về những số đó thì mình
quản lý mấy cái game bắt server có định vị á, hiện nay là theo dõi có mấy cái gì đó là chiếc game nào ở đâu để bắt cái nào cái sản lượng đem về là nào cũng biết, có thể theo dõi biết được hết. Kế nữa là mình có thể làm việc truy xuất nguồn gốc từng cái bao bì, từng cái QR code đó, mình có thể làm việc biết cái nguồn gốc của chiếc ga nào đánh, rồi đánh cái vùng biển nào, đánh vào ngày nào, chỗ nào đóng gói, thì mình có coi chung đóng gói, thì đóng gói sao, đóng gói công nghệ thiết hệ tiết hay công nghệ cao tâm, ví dụ như đó, rồi có thể xuất khẩu biết được. Thì những đa số là tất cả những cái chủ giá trị giống như nãy mình nói, thay vì mình trồng đánh rác ở đâu thì giờ mình đánh rác ở đâu thì biết hết, thì biết thật sự là biết ở đây nè. Nếu mà kết hợp với diễn tháo của nhân viên nữa thì mình biết chiếc ghe đang ở đâu, biết mà biết trực tiếp thì chiếc ghe đang ở đâu, biết có anh có vi phạm gì quyền của người khác không, biết luôn đó, thì nó sẽ giúp mình minh bạch hơn trong cái chuyện mà khai thác nguồn tài nguyên của mình cũng như là cái chất lượng của sản phẩm của mình khi mình xuất khẩu. Công nghệ số nó giúp mình nhiều thứ lắm, để mình tăng được cái giá trị sản phẩm của mình, để mình tăng được cái sự hài lòng của khách hàng và đồng thời mình có lợi nhuận nhiều hơn. Có cái ưu ái coi như giá cả giá cước tương đối, chứ cho ví dụ chúng ta coi nhận diễn hàng lên thành phố rồi chắc chắn không dễ, nó là không bán, không có phù trong cái tình thế này, trong khi đó giá dầu hiện nay giá dầu là nó quá cao. Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà các diễn giả có một cái kịch bản nào giúp cho ngành hiện tại chúng tôi dựng dậy lên được rất là cảm ơn trong bối cảnh hiện nay. Chúng tôi cũng nói rằng vì cá nhân chúng tôi trước 75 là một nhà giáo, nhưng mà sau 75 là giáo nhà vô lương, do đó chúng tôi chuyển qua ngành hiện tại, chúng tôi rất muốn cái ngành hiện tại có một cái phát huy lên sống, cho nên đó chúng tôi cố gắng đi học chứ không phải là nói rằng mình biết rồi, mình có nhiều điều mình không biết, do đó chúng tôi rất cần có những cái buổi như thế này, cuộc họp như thế này để chúng tôi nắm bắt được, chúng tôi diễn đạt cho anh em một phần nào đó thôi. Còn cái các diễn giả thì rất cần chúng tôi đó là cũng có yêu cầu các diễn giả học những kịch bản. Xin cảm ơn. Mục đích của mình là tìm một cái thiết bị gì đó để có thể tiên đoán được cái điều đó để nghe. Còn khi mà nó đã xảy ra rồi thì mình sẽ tìm một cái giải pháp khác là mình đã đối đầu. Ví dụ như hiện tại bây giờ thì nông dân là đối đầu một cách khoan chiến lược, đó là một cách cơ quan quản lý nhà nước đang rất là đau đầu, khoan chiến lấp chiến xong cơ quan chức năng xuống lấp chiến lấp truyền thông cho khác, lấp chỗ này chúng ta cho khác cứ làm vậy thôi. Nhưng mà bây giờ ví dụ như là trên cái thiết bị trên người mình hiện tại có một cái thiết bị là người ta đo đường huyết không cần lấy máu. Hiện tại Việt Nam tôi đang sử dụng cái đó, tôi rất là tâm đắc với cái máy đó, và tôi đang hút một cái máy gì đấy phục vụ cho một công nhân kém như vậy. Ví dụ như vậy chỉ cần quét ra một chiếc nó biết trên tay quét ra báo cho mình biết cái số đường huyết tại thời điểm đó là bao nhiêu, và nó tiên đoán cho mình trước là đang có chiều hướng đang tăng hay đang giảm hay là đang tăng mạnh. Tại vì biết y như là cái máy nó báo đúng lắm cũng sao, nếu như mình đo xong thì biết đang tăng đúng lắm cũng sao đấy. Thì vậy thì bên cái thiết bị của các cái diễn giả của mình hay là các nhà thầu là trước đây tôi có tải một ứng dụng của máy công của Viram rồi, thì tôi nghĩ là nếu như cái Viram mình nghiên cứu một cái thiết bị giống như vậy, nghĩa là mình đã có các cái quan sát hết rồi, bây giờ mình tổng hợp lại và mình làm sao mình tiên đoán được, bởi vì cái tỷ chiều của miền Tây là nói chung á là người dân thấy cái con nước không khác chứ hay là nghe con nước đồng một nước thôi, thì bây giờ con nước đồng người ta thấy rồi, người ta biết là ngày rồi trước giờ cho thời điểm này nó còn 10.000, thì dự kiến ngày cái 30 có nghĩa là đối tháng sau nó cũng còn là 10.000, nhưng mà bất ngờ là nó đang 10 cái qua đối tháng sau nó còn có 1.000 và nó duy trì ở một mức đó và nó không có lên 30 nữa, người ta không biết được, tại vì theo kinh nghiệm dân gian thôi là ở tháng đó như vậy là nó mới tới một, nhưng bây giờ thua rồi. Không thể theo những dân gian nữa, mà phải can thiệp bằng số 3. Còn tháng 2 thì tư nhắn mình sẽ có được thông tin cơ bản và khá đủ, và những câu chuyện sắp tới thì sẽ là những cái dòng tiếp
tiếp nối để chúng ta có được những cái thông tin rộng hơn trong tương lai để chúng ta có thể nhân tâm bất kỳ trong một cái điều chúng ta sẽ xin cảm ơn các anh các chị. Em có bài đọc cuối phần là những người xấu xin nhớ những người xấu khi nào cao cổ cái nào phát hiện được cho cảm ơn các anh là cũng như cái ý là những tổ số nhưng mà những tổ số phải mà chỉ có cách làm hay là khác đi mà những số phải được không và như thế này còn một điều nữa đó là chúng ta rõ ràng là tôi cũng làm việc gì với bộ công nghệ thì học sinh mới sang cái bộ mình phát triển nông thôn thì hiểu bộ với cái PDC ra cái sách nó rất là nó cứ chở nhau và nó rất là khó nên mình nghĩ là tâm tôi sẽ nói cái cấp độ quan sát của tổ chức nước ngoài tức là cái nhà khoa học của Úc cái nhà khoa học đã có được cái nhìn vào Việt Nam họ thấy đây là họ rất là năng động và để tiến rất là nhanh xin tắm nữa nha 1 2 3 rồi.